bạn trên cao thì áp bạn đang bị biểu application function sáng là actual hai bạn tự tua chụp chạy hai và ở bạn tay là actual sau này và trên đây lấy cùng nó bài hai đi được điểm hai với đó là scalar và cái học là scalar function scalar chẳng auto to mà tổng sản auto to auto graphic price mà bây là cả cho scalar nó bị tụt là và nhưng ra exception và cái cú mình sẽ bóc về và yes đó và mistake và chấm toàn một tiết như sẽ actual screen và chấm actual smart và cái thứ ông một ác cho toàn mặt cho bạn cái như số là được cái ông một tay tụ bạn instrument tên bằng tòa mắt auto tạp ra actual command com mang new actual command và lấy dưới bó actual statement năng bằng tòa mắt dưới máy connection tạo dưới và hãy có tiết nhưng có cách đặt bó tô con với và trở lại đi bằng máy số và bấm mắt thôi thôi nhớ tập tu trên vị khó đặt cái chung scale này và nhé biết trong cho tập này mình lúc nào tàn đồ và phần tái bây giờ là cái chia object cái nạc chia object cái gì explicit đây là mình còn thấy ấy chẳng là tôi tới cái convert đặt bộ ở bên mình một thể được này đấy và chắc có bị convert ba thái được có ba ba cái lượng âm thì là thuộc vào là bom đến từ total đọc to string convert viết của viết thì string của convert nó chỉ c to như này thế giờ convert viết ở bên là cái chế độ là chế format và nhé chế format chắc ở hơn là có sẽ tới c to một string nhé cái chế độ viết này cả execute scalar để tiếp tục nâng nó lại tại mỗi điểm để bị chặt vô màu bán nó cứ execute scalar nó bị chặt bàn và tôi nó auto run application dưới là mình test nữa và chắc là tôi action cho cái như tầm lại và đấy format nó còn gạo thà si thu dưới thì trên trên format đó là thằng tổng bạch nó như thằng tổng bị tổng bạch nó cứ liên với cá sẽ sẽ cốt đầu dân prime shop muối chúng ta sẽ chụp scale để dân prime tôi bán hai cái thằng nào tôi bị chặt cho tầm lại sẽ chụp đi cho server nó cho hai tầm lại tại mùi cốt và nó cứ là cái này cao hãy cứ tập trang vào với chúng mình aggregation function và xong học cuốn hãy xong chú ý xe nằm lại và xong học cuốn trang